câu hỏi. Thực hiện phép tính sao? Đáp án. Mới nhìn qua, nhiều người chơi tưởng rằng trong bài toán trên chỉ có 3 yếu tố, hình lục giác, nải chuối và đồng hồ. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy có nhiều hơn 3 sự vật trên cùng tham gia trong phép tính. Cụ thể, đồng hồ trong phép tính thứ 3 chỉ 3 giờ, nhưng chiếc đồng hồ trong phép tính thứ 4 lại chỉ 2 giờ. Nải chuối ở phép tính thứ 2 và thứ 3 có 4 quả chuối, nhưng nải chuối trong phép tính thứ 4 lại chỉ có 3 quả chuối. Hình lục giác trong phép tính thứ 1 và thứ 2 có tổng cộng 15 đoạn thẳng, nhưng trong phép tính thứ 4 lại chỉ có 11 đoạn thẳng. Trước tiên, hãy tính giá trị của hình lục giác. Ở phép tính 1 có 3 hình lục giác giống nhau. Tổng 3 hình bằng 45 nên mỗi hình có giá trị bằng 15. 3 hình này được tạo bởi 15 đoạn thẳng, do vậy mỗi đoạn thẳng tương ứng có giá trị bằng 1. Tiếp đến, ở phép tính thứ 2, chuối chuối, vậy 2 và mỗi nải chuối bằng 4. Một nải chuối 4 quả có giá trị bằng 4, vậy mỗi quả chuối có giá trị bằng 1. Vậy, ta có 2 cộng 3 bas. Đáp án cuối cùng là 38. Theo Bill Yao Decision,